Rồi, bây giờ bốn bạn hãy lên trên màn hình và chúng ta đã có bốn bạn người chơi. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là nghiêng qua trái hoặc nghiêng qua phải để có thể ăn được những cái năng lượng, đó là những biểu tượng của Milo, màu xanh lá cây kia, và trắng những mà chướng ngại vật, đó là những cái vật gỗ và những con cá mập trong quá trình các bạn chơi. Bạn nào tỉ thí nhất một bạn thôi ạ, có số điểm cao nhất sẽ nhận được phần quà của chúng tôi ngày hôm nay. Duy nhất một bạn thôi nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ở dưới các bạn hãy cổ vũ cho những người chơi của chúng tôi ở trên này đi ạ. Cổ lên, cổ lên, cổ lên. Khi qua trái, khi qua phải và ăn từng nhiều những biểu tượng của Milo. Và bạn nào sẽ phải đích đầu tiên ạ. Cổ lên, cổ lên. Cổ lên, cổ lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Sắp về đích rồi ạ, à. Đã có bạn sắp về đích rồi. 15 điểm, 15 điểm. Liệu hai bạn sẽ có vượt qua được số điểm này hay không? Hai bạn được 15 điểm. Wow, bạn đã cuối cùng của chúng ta đã đạt số điểm là 18 điểm. Và chỉ duy nhất một bạn được nhận phần quà của chúng tôi ngày hôm nay.